sẽ diễn ra giải đấu Liên Quân Mobile của công ty eSports lớn nhất thế giới ESL Clash of Nations 2019 với tổng giải thưởng trị giá 50.000 đô la. Pháp TV, đại diện cho Liên Quân Mobile Việt Nam, sẽ mang trên mình trọng trách đem chuông đi đánh xứ người cùng 5 đội tuyển đến từ 4 khu vực tranh tài tại Jakarta, Indonesia. Saudara eSports và EVOS là hai đại diện của nước chủ nhà Indonesia. Devita đến từ Thái Lan, M8 Hesa đại diện cho khu vực Malaysia và Singapore, Liap eSports của Philippines. 10 trận tranh tài nảy lửa. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để tìm ra tân vương của ESL Clash of Nations 2019 và cổ vũ cho đại diện của Việt Nam tại sân chơi quốc tế trên các kênh sóng của Garena Liên Quân Mobile từ ngày 30 đến 31 tháng 3. Giải đấu quốc tế ESL và đây là trận thi đấu đầu tiên của Pháp TV. Pháp TV với việc là đội hạt giống thì đã có lợi thế khi không phải thi đấu trận đấu đầu tiên, và đối thủ của họ trong trận đấu đầu tiên của Pháp TV tại đấu trường quốc tế sẽ là đội vừa giành chiến thắng trong cuộc đối đầu mà trước đó chúng ta được theo dõi, đó là Saudara eSports. Saudara eSports thì cũng khá quen thuộc với các khán giả của Việt Nam khi đây là đội tuyển này trước đây mang tên là Sẹt Alice Inyak và cũng đã từng xuất hiện tại giải đấu AIC 2018 rồi. Những cái tên như Mystic, như Đại Z, như KT đều là những cái tên mà có lẽ là chúng ta đều đã quá quen thuộc sau AIC 2018, và đó là vòng loại AIC 2018 được tổ chức tại Việt Nam. Ở giải đấu đó thì đội tuyển vẫn được lấy tên là Sẹt Alice Inyak, và hiện tại thì họ đã đổi tên những con người thì hầu hết vẫn là những con người cũ mà thôi. Chúng ta đến với trận thi đấu đầu tiên. Ban pick đã diễn ra được tương đối nhanh và đã được khóa xong cho mình 3 con bài ở cả hai đội và đang đến với phây cấm thứ hai, và đó là Rossi ở bên phía Sẹt Alice Inyak và bên phía đội tuyển Pháp TV thì đó sẽ là The Flash. Trước đó thì ở trong những lượt cấm đầu tiên thì Saudara eSports, bây giờ thì Sekalis Inyak đã đổi tên thành Saudara eSports. Họ có hai lượt cấm quen thuộc, đó là Florentino và Dasi khi ở bên phía đội đỏ. Còn Pháp TV thì cấm đi Richter và Bandum. Ba lựa chọn đầu tiên của đại diện Việt Nam trong lần đầu bơi ra biển lớn, đó là Sefera, Lindis dành cho mùng 5 tháng 7 và Anette ở khu vực trợ thủ để có thể bảo trợ cho người đi rừng của mình. Trước trận đấu quốc tế này thì bên phía của Fast TV có công bố Kira sẽ là thành viên tiếp theo của Fast TV có mặt trong đội hình chính thức của họ, và đây mới là đội hình mạnh nhất của họ kể từ khi mà họ thành lập đến giờ, khi có cho mình đội hình đó là Kira. Và Kira cũng đã thi đấu ở trong trận thi đấu này ở ngay vị trí chính thức, ở trong trận thi đấu đầu tiên mà anh ta góp mặt trong đội hình của Fast TV, không biết rằng anh ta sẽ thể hiện ở vị trí nào. Trước đây thì tôi từng thấy anh ta thể hiện khá tốt ở vị trí đi rừng, không biết rằng ở thời điểm hiện tại thì anh ta sẽ đảm nhận vị trí nào cho đội hình của Fast TV. Không biết là Kira hay mùng 5 tháng 7 sẽ đảm nhiệm vai trò đi rừng cho Pháp TV ở trong ván đấu này, ở trong giải đấu này. Đó cũng là điều mà chúng ta cũng sẽ chờ đợi và để xem sức mạnh của Pháp TV là như thế nào. Quay trở lại với phần cấm chọn thì sau khi có được 3 sự lựa chọn đầu tiên thì hai lượt cấm cuối cùng của bên phía Saudara eSports là Rossi và Malok. Và sau khi cấm hai lượt cấm đó thì họ lựa chọn Rioma. Có thể sẽ là Rioma đi rừng, nhưng cũng có thể sẽ là Rioma đi đường nếu họ muốn đẩy Elsu ra khu vực đường giữa. Vẫn hoàn toàn chưa thể biết được Rioma sẽ đảm nhận vị trí nào, nhưng nhiều khả năng sẽ là đi rừng. Bởi ở thời điểm hiện tại, meta hiện tại thì Rioma sẽ khỏe nhất ở vị trí đường rừng khi anh ta có quyền nhường bùa xanh cho vị trí đường giữa là một. Thứ hai nữa là ở trong đội hình của bên phía Sainz hay ở thời điểm hiện tại đang lấy tên là Saudara eSports thì vẫn chưa có cho mình vị trí đó là Pháp Sư. Hiện tại chưa có Pháp Sư và chúng ta sẽ cùng chờ xem họ lựa chọn Pháp Sư nào trong đội hình của mình. Hiện tại vẫn còn khá nhiều Pháp Sư mạnh vẫn đang được hở ra, đặc biệt là con bài Tulen, con bài đang chiếm tỷ lệ chiến thắng, tỷ lệ MVP cao nhất đấu trường danh vọng ở thời điểm hiện tại với vị trí Pháp Sư. Và thậm chí là nếu xét về vị trí MVP thì chắc con bài này cũng là một trong những con bài có tỷ lệ MVP cao nhất của giải đấu đến thời điểm hiện tại với đấu trường danh vọng Việt Nam. Tulen chính xác là vị tướng có tỷ lệ đạt MVP cao nhất với 8 lần. Ngoài ra thì đây cũng là vị tướng có nhiều điểm hạ gục nhất sau lượt đi của đấu trường danh vọng. Đây vẫn là một vị pháp sư rất khỏe. Tuy nhiên thì ở trong ván đấu này, với việc đã có Sephira và có thêm người chị em theo Anas để bảo kê tốt nhất cho xạ thủ đi rừng Lindis, thì Pháp TV sẽ quyết định là không lấy Tulen. Thay vào đó thì họ có hai lựa chọn cuối cùng là Ibernet và Wonder Woman, hai dàn chắn ở phía trước với khả năng
có thể nói là chống chịu cũng như là gây hiệu ứng khống chế sẽ giúp cho Lindis sẽ có được nhiều khoảng trống nhất trong giao tranh. Với Ziu thì có lẽ là dự đoán Rio Ma đi đường của tôi sẽ là chính xác, nhưng thậm chí là khi chuyển sang Murat thì nó vẫn chính xác như vậy. Là đội hình mà Saudara Esports lựa chọn để thi đấu với Pháp TV ở trong ván đấu đầu tiên của kèo BO3 này sẽ là một đội hình gần như là không có sát thương phép thuật. Khá bất ngờ khi chỉ có duy nhất con bài trợ thủ Team E sẽ gây ra lượng đam sát thương phép thuật. Trừ khi có một sự bất ngờ nữa đến từ Saudara Esports khi họ sẽ đẩy Rio Ma đánh đường trợ thủ và để cho Timmy đi đường giữa. Đây là một lựa chọn có lẽ là không nhiều đội tuyển sẽ lựa chọn, bởi Timmy có khả năng bảo kê rất tốt. Và nếu không có gì bất ngờ thì họ sẽ chỉ có Timmy ở đường trợ thủ là đam sát thương phép thuật. Và khi đó thì đội tuyển của chúng ta sẽ tương đối dễ lên đồ. Chỉ đơn giản là dễ lên đồ thôi. Còn về cách đánh để chống chịu một cái đội hình có cả sát thương chuẩn, có cả sát thương vật lý rất mạnh như Murat, như Rioma cũng là một điều tương đối khó chứ không phải dễ. Với việc lên đồ để chống lại những vị tướng có lối lên trang bị sát thương vật lý lớn như thế này thì với Sephira có thể lựa chọn mặt nạ Berit, rồi có thể lựa chọn triệu băng, rồi có thể lựa chọn và tất cả đội hình đều có thể lựa chọn một món trang bị rất khỏe khi đối đầu với đội hình này, đó là cái giáp thống khổ và khiên thất truyền. Đây là những món trang bị có lẽ là có lượng đam lượng giáp và cái lượng chống chịu rất tốt để đối đầu với những vị tướng gây đam sát thương vật lý mạnh như vậy. Chúng ta cũng có thể đặt thêm niềm tin vào Pháp TV khi mà trong đội hình của Pháp TV cũng đang sở hữu hai vị tướng có khả năng chống chịu tốt là Wonder Woman và Ibanez. Và nếu như đội hình của Saudara Esports họ không có điều gì bất ngờ vị trí của Timmy thì Ibanez và Wonder Woman sẽ lên rất dễ lên đồ, và khi đó thì sẽ là rất nhiều khoảng trống được tạo ra để cho Lindis có thể quẩy được ở trong những pha giao tranh và đem lại lợi thế cho chúng ta. Thực sự là chúng ta đã từng nhìn thấy rất nhiều Ibanez đánh ở trong cái thế bất tử nếu như họ xanh, và nếu như trong trận thi đấu này bên phía của Pháp TV có được một cái lượng tiền chỉ là bằng cho đến nhỉnh hơn một chút so với lại cả Saudara Esports thôi thì hoàn toàn là Ibanez có thể bất tử trong giao tranh với việc lên cho mình những cái áo choàng thần ra, những cái giáp hộ thống khổ, những cái khiên thất truyền, và anh ta sẽ thực sự mạnh ở trong trận thi đấu này, và xanh sẽ là người cầm Ibanez. Hy vọng anh ta sẽ xanh. Và không để quý vị khán giả chờ đợi lâu hơn nữa thì ván đấu đầu tiên của chúng ta đã được bắt đầu, và Kiran lần trở lại đấu trường chuyên nghiệp ở sân chơi quốc tế thì anh ta đã bị dính một viên viễn trình kích rất đau, mất rất nhiều lượng máu đến từ người chơi của bên phía Pháp TV. Kiran thì sẽ đi đường đơn chứ không phải đi rừng, mùng 5 tháng 7 vẫn sẽ là sát thương chủ lực và là người đi rừng cho Pháp TV ở trong ván đấu này. Và trận thi đấu đang diễn ra ở trong những phút đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Pháp TV có thể gây được những khó khăn gì cho bên phía đối phương. Chưa có một pha cướp rừng nào cả. Và ở đường trên thì Bin đang có được lợi thế trước xanh. Đây là điều tương đối dễ hiểu bởi chất tướng Omen là một chất tướng solo cực kỳ mạnh, và anh ta hình như đang muốn cản lính. Có lẽ Ibanez sẽ mất đi một vài con lính. RoboX ở khu vực đường giữa với vị tướng Elsu cũng đã rất thấp máu. Có lẽ là một tình huống mà chúng ta cũng đã hỏi thăm tốt vào người chơi đường giữa của bên phía đối phương. Kiran sau khi dính viên viễn trình kích ở giai đoạn đầu trận thì cũng đang đi đường một cách tương đối thoải mái khi đối đầu với Rioma trong tay của Mystic. Và mùng 5 tháng 7 đang cố gắng dọn dẹp nốt những con quái rừng của mình, và sau đó thì ra đường giữa để hít thêm một chút kinh nghiệm để lên được level 4. Anh ấy đã có được level 4 rồi, và những bước di chuyển tiếp theo của mùng 5 tháng 7 hy vọng là sẽ đem lại lợi thế dành cho đội tuyển của chúng ta. Nhưng phát bắn viện chi kích của RoboX vẫn đang tương đối chuẩn xác, nhưng nó đã có một cú trượt và dường như anh ta đang hết đạn ở khu vực đường giữa. Mystic đang gặp nguy hiểm bởi Lindis cùng với hai thành viên khác đang bao vây. Ngoài ra có sự bảo kê đến từ Sephira để có thể khiến cho Mystic rơi vào nguy hiểm. Nhưng chúng ta quyết định ăn rồng trong tình huống này. Chúng ta quyết định ăn rồng. Còn đội bạn RoboX cùng với Beans đang quay vào xanh. Xanh đã mất đi tốc biến. Xanh sẽ rất khó lùi về trong tình huống này, bởi đó là một tình huống ảo ảnh trảm rất nhiều sát thương. Và người kết thúc điểm hạ gục của xanh đó là Omen. Nhưng chúng ta cũng đã có được con rồng đầu tiên của ván đấu này rồi, và lượng tiền thì cũng không chênh lệch là bao nhiêu cả. Vẫn đang là một thế hơn khoảng độ 200 tiền đến từ Pháp TV ở phút thứ hai này. Và chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chơi được những khoảng trống đang được tạo ra dành cho Omen để cào vào trụ đường trên. Và ở đây thì KT đang rình rập
đã hết lính rồi. Binix sử dụng đó là cái sát mực của mình, sau đó là cái ảo ảnh chạm đến từ KT, nhưng Jack vẫn còn và Jack cũng đã giúp cho Xanh có được thêm thời gian để ra đường. Hero vừa rồi dính giắm thần lực nhưng anh ta cũng chưa gặp nguy hiểm về tính mạng, và thậm chí là Timmy bên phía đối phương mới là người phải nằm xuống. Chúng ta đang phản công, Kiran đã có một tình huống quăng dây vào người của Mystic nhưng sau đó thì hai đội lùi về. Hai tình huống thủ trụ ở đường trên của Phát TV đều rất đáng được trân trọng. Đó đều là những thành công của họ. Một tình huống cướp rơi để khiến cho Murat của đối phương gặp rất nhiều khó khăn và không xuống kịp về hang rồng. Và một tình huống thủ trụ tiếp theo rất chủ động đến từ Jack, đã khiến cho cái trụ đường trên được giữ nguyên, chỉ mất đi khoảng một nửa lượng máu của mình. Và ở trong tình huống đó thì chúng ta có con rồng một cách tương đối miễn phí. Ở đường dưới, Kira vẫn đang có lợi thế về mặt lượng tiền so với đối phương, hơn khoảng hơn 300 tiền. Và anh ta sẽ là người lên được món đồ lớn sớm hơn so với đối phương. Anh ta quất roi và sẽ có sứ mệnh thần phát dây thần kỳ thì đúng hơn. Và anh ta đã có được điểm hạ gục cho mùng 5 tháng 7. Mùng 5 tháng 7 đang rất xanh với hai điểm hạ gục có được cùng với lượng tiền lớn nhất trên bản đồ là 2.300 tiền. Xanh cùng với Binix tiếp tục chạm trán nhau ở đây. Trong khi đó thì mùng 5 tháng 7 đang muốn lấy cái trụ ở khu vực đứng dưới này cùng những người đồng đội. Có hai thành viên của Saudara Esports đến, nhưng khi mà thấy Jack đến thì có lẽ là họ cũng phải lùi về. KT đang cố gắng tích nộ để có thể tung ra một tình huống ảo ảnh chạm. Anh ta đã ảo ảnh chạm được. Tuy nhiên thì chưa ai của chúng ta phải nằm xuống cả. Viên viễn trình kích tốt nhưng Kiran vẫn còn, và Hero mới là người có được thêm điểm hạ gục. Binix từ đường trên cũng đã xuất hiện một cách được cực kỳ bất ngờ với cái sát vực của mình. Ủa. Và cũng giúp cho bên phía của Saudara Esports có thêm được một điểm hạ gục nữa. Mùng 5 tháng 7 cũng dính thêm một viên viễn trình kích nữa, nhưng tính mạng của anh ta thì vẫn đang được đảm bảo. Những phát bắn viễn trình kích rất tốt của Robert, nhưng anh ta bắn có lẽ là nếu như phát viễn trình kích đầu tiên nó dính vào mùng 5 tháng 7 thì có thể anh ta đã nằm xuống. Tốt nhưng chưa đủ, và anh ta chưa thể có được mạng hạ gục trong những lần viễn trình kích đó. Một tình huống có lẽ là 2 đổi 1 đến từ bên phía đội tuyển Phát TV. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có 3 mạng hạ gục so với đối phương là 2. Ở trên đường trên thì có vẻ như đã có sự đổi đường đến từ Wonder Woman và Ivanet, để khiến cho Ivanet xuống đường dưới thủ con rồng nó sẽ dễ dàng hơn. Niềm tin của chúng ta cũng đang được đảm bảo hơn khi mà mùng 5 tháng 7 đang có một KDA xanh và một lượng tiền rất tốt. Anh ấy sẽ đảm nhiệm vai trò sát thương chủ lực, và mùng 5 tháng 7 xuất hiện ở đây khi mà RoboX cùng với DZ có dấu hiệu muốn tấn công vào những người đồng đội của anh ta ở bên phía Pháp TV. Và con rồng thứ hai lại một lần nữa được mở ra dành cho các thành viên bên phía Pháp TV đang ăn rất nhanh. Đó là mùng 5 tháng 7, nhưng hãy coi chừng Mystic. Đó là một tình huống trừng trị có thể nói là hơi thiếu sát thương một chút đến từ mùng 5 tháng 7, nhưng không sao, chúng ta vẫn là người ăn được con rồng thứ hai của ván đấu này. Một tình huống hơi ẩu của mùng 5 tháng 7, và nếu như Ryoma thực sự tỉnh táo thì anh ta đã có thể cướp được rồng trong tình huống vừa rồi. Không sao, chúng ta vẫn đã có con rồng và đó là một sự may mắn dành cho Phát TV. Đây là tình huống ép trụ ở khu đường dưới. Tiếp tục một lần nữa, Mystic lại bị mất đi khoảng một nửa lượng máu. Ryoma hoàn toàn không có thể ép đường, và ở trong cái thế đánh thủ như vậy thì Ryoma không quá khỏe. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một thế đánh ép sân của đội tuyển Phát TV trong thời gian sắp tới. Đây là cái trụ đầu tiên ở khu đường giữa. Binix đang là người đứng rình. DZ băng tới từ bên hông với cái giám thần lực, có một tình huống kéo tốt và có cả sát vực đến từ vị trí của Omen, nhưng chúng ta vẫn đang chưa mất ai cả. Mùng 5 tháng 7 vẫn còn và chúng ta đã bắn được một người, đó là KT. Ở đây thì Kiran bị ép góc bởi hai thành viên bên phía của Saudara Esports, và Ryoma đã có cho mình được một điểm hạ gục. Một tình huống mà chúng ta là mất một người là Jack, nhưng chúng ta có được hai mạng của đối phương, vẫn là thành công đến từ Pháp TV. Mà một phần nữa đó là thành công đến từ việc người ăn được cho mình những mạng hạ gục. Một lần nữa lại là vị trí đi rừng của chúng ta mùng 5 tháng 7 có được mạng double kill. Và đó là hai mạng hạ gục tiếp theo của mùng 5 tháng 7 để khiến cho anh ta KDA ở thời điểm hiện tại đang là 4-0-1 rất xanh. Trong khi đó xanh ở khu đường trên, anh ta đang có cho mình đó là 3.400 tiền, lượng tiền nhiều thứ 3 ở bản đồ, cùng với đôi cánh của anh ta đó là Kira. Ở bên phía của Saudara Esports thì người chơi tốt nhất ở trong đội hình của họ đến thời điểm này đang là Binix với vị tướng Omen với một KDA là 2-0-0. Chúng ta cũng có thể thấy những tình huống đến rất bất ngờ của Binix cũng đã tạo nên một chút đột biến. Tuy nhiên thì Pháp TV vẫn đang phản ứng tốt với những tình huống đánh úp của đối thủ, nhưng những tình huống sát vực cũng đã đem về những điểm hạ gục dành cho bên phía của Saudara Esports. Trong những tình huống sắp tới thì thế ép đường vẫn sẽ thuộc về bên phía đội tuyển Phát TV mà thôi, bởi đang nhìn thấy đó là thế trận rất xanh dành cho Lindis. Ở thời điểm giữa trận thì Lindis tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ với những cái bụi, và khi mà hết toàn bộ dàn trụ ở bên phía dàn ngoài bị mất đi thì lúc đó Lindis mới gặp tương đối nhiều khó khăn. Lúc đó chúng ta sẽ hy vọng rằng bên phía của Phát TV tìm ra được giải pháp để có thể ép trụ một cách toàn diện, không chỉ dựa vào Lindis nữa. Còn đối phương nếu như ở trong một thế mà chúng ta đẩy được hết dàn trụ ngoài, đối phương cũng sẽ gặp khó khăn cực kỳ nhiều, bởi Murat ở trong thế trận đó hoàn toàn không có đất chơi.
Đúng là như vậy, Murat sẽ không có đất chơi trong những tình huống đó. Đã có một chút trục trặc đến từ đất nước Indonesia xa xôi, và ở đây chúng ta đang được nhìn thấy đó là lịch thi đấu. Pháp TV với việc được xếp là hạt giống đã không phải thi đấu trận đấu đầu tiên, và chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa Pháp TV và Saudara Esports. Nếu như thắng Saudara Esports thì Pháp TV sẽ tiến tới nhánh thắng và chờ đợi đối thủ thắng ở trong kèo đối đầu giữa một đại diện khác của nước chủ nhà là Evos và đại diện còn lại đến từ Thái Lan là Devita. Ai thắng trong cặp đối đầu đó thì sẽ gặp Pháp TV nếu Pháp TV giành thắng lợi ở trong ván đấu này. Còn nếu như không may thất bại ở trong cuộc đối đầu này cùng với Saudara Esports thì Pháp TV vẫn còn cơ hội khi họ sẽ xuống nhánh thua và đối đầu cùng với đội tuyển đó là Liap đến từ Philippines. Như vậy nếu thắng trong ván thi đấu này thì chúng ta sẽ cần tối thiểu là 2 ván thi đấu nữa và tối đa là 3 ván thi đấu nữa để có thể giành được chức vô địch tại giải đấu này. Và Pháp TV cần nhất là chiến thắng ở trong trận thi đấu này, sau đó họ sẽ có được một trận thi đấu đó là chung kết nhánh thắng, và chỉ sau 2 trận thi đấu họ sẽ có mặt ở chung kết tổng. Và nếu như thắng trận thi đấu cuối cùng, họ sẽ là nhà vô địch của giải đấu. Ở trong giải thi đấu này thì có lẽ Evos cũng là một trong những tên rất đáng gờm. Và nếu như Pháp TV có thua thì vẫn còn cơ hội để xuống nhánh thua để có thể quay trở lại gặp Evos Team một lần nữa. Devita cũng là một đội tuyển tương đối ổn, nhưng nếu xét về hai team thi đấu đó thì có lẽ tôi đánh giá Evos ở kiểu nhỉnh hơn. Evos là đại diện hạt giống của nước chủ nhà Indonesia, và Indonesia thì đang có hai đội tuyển, một là đội tuyển đang đối đầu với chúng ta và còn lại là Evos. Rõ ràng là với việc tổ chức giải đấu ESL Clash of Nations 2019 này thì Indonesia cũng đang cho thấy những quyết tâm của mình để có thể làm nên một điều gì đó ở trong sân chơi của Liên Quân Mobile, và họ cũng rất mong muốn có thể trở thành một khu vực mạnh giống như cái cách mà Việt Nam của chúng ta hay là nước láng giềng Thái Lan của chúng ta cũng đang có được tại bản đồ Liên Quân Mobile quốc tế ở thời điểm hiện tại. Những mùa giải gần đây thì hầu hết là bên phía của Indo không có được kết quả thuận lợi, thậm chí họ chưa từng lọt vào những trận thi đấu qua vòng thi đấu vòng bảng, và điều đó khiến cho bên phía đại diện của Indo được đánh giá tương đối yếu ở trên khu vực bản đồ Liên Quân thế giới thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ chỉ có Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, và có lẽ là nếu có chăng thì sẽ là Hàn Quốc và Trung Quốc nữa là những đại diện có lẽ là được đánh giá là số 1 ở trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Trung Quốc có lẽ được xếp dưới hơn một chút bởi họ đang tham gia game này có thể nói là hơi chậm, họ không có những cái bước tiến mạnh mẽ. Ví dụ như những giải đấu của Trung Quốc chúng ta chưa nhìn thấy có những cái bước tiến quá mạnh mẽ. Chỉ có Hàn Quốc vẫn còn một đội tuyển rất mạnh, đó là ASQ, khi họ vẫn đang du đấu ở bên phía khu vực Thái Lan. Và các thành viên của ASQ thì cũng gặp tương đối nhiều khó khăn để có thể làm quen với khu vực Thái Lan. Nhưng đây là một tình huống mà trận đấu của chúng ta đã quay trở lại, và BinX, người chơi tốt nhất ở bên phía Saudara Esports, đã có thêm được một mạng hạ gục nữa của Jack. Nhưng chúng ta mất đi trợ thủ và chúng ta shut down được người chơi tốt nhất của bên phía đối phương. Đó vẫn là có lợi dành cho đội tuyển Pháp TV của Việt Nam. Thậm chí chúng ta có thể lấy thêm được cái trụ ở khu vực đường trên dưới sức sát thương của Ibanez. Lindit đã bỏ để ăn mục tiêu, nhưng đây là khu vực đường dưới, Kira sẽ có mạng hạ gục. Đây đúng là một người thành viên có kỹ năng tương đối cao của bên phía Pháp TV. Anh ta vẫn luôn tiếp thắng đường từ đầu đến giờ, và một cú quất roi nữa tiếp tục là thành công đến từ Kira. Một kỹ năng thi đấu tương đối ổn đến từ Kira trong những tình huống vừa qua. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng với Pháp TV. Rất đáng mừng, đó là một tình huống xử lý quá hay đến từ Kira, khi mà đó là một tình huống có thể nói là cân hài. Lúc đầu thì anh ta đã solo kill được đối phương, và sau khi có được thêm một chút sự hỗ trợ của người đồng đội của mình thì là một tình huống quất roi quá đẹp mắt. Và bây giờ thì lượng tiền mà chúng ta đang hơn đối phương đã là khoảng hơn 5.000 tiền rồi. Con rồng thứ ba này đối phương chắc chắn cũng sẽ phải bỏ, và mùng 5 tháng 7 cũng sẽ dễ dàng có được nó. Con rồng thứ ba dành cho chúng ta cũng đã bóc đi được hết dàn trụ ngoài của bên phía đối phương, và đang là một thế rất có lợi. Ở đây thì Xanh phải bật lên cho mình cái hạt giống sinh mệnh để có thể solo tay đôi lại được với Omen. Nhưng Xanh cũng đang hơn đối phương một cấp độ và cũng đang rất khỏe, bởi vì Xanh cũng đang lên toàn đồ chống chịu về sát thương vật lý. Điều quan trọng là đối phương để cho chúng ta quá dễ lên đồ. Cả Kira và Xanh đều rất trâu đến thời điểm hiện tại rồi, khi họ có cho mình 3 món đồ chính, trong đó có cả cái giày hộ vệ cũng được tính ở một món đồ chính, và họ đang hướng đến trang bị thứ tư. Chưa kể đến việc đó là Sephira cũng rất dễ lên đồ, dùng mặt nạ vali và hướng tới cho mình đó là cái giáp áo choàng băng. Tiếp theo đó là mùng 5 tháng 7 vừa có được mạng hạ gục, anh ta cũng lên cho mình cái giày hộ vệ để có thể chống chịu tốt hơn. Wonder Woman sau một quãng thời gian chống chịu quá dài, anh ta đã phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Nhưng đánh giá chung thì chúng ta đang có lợi rất nhiều với con tà thần Caesar, với con rồng tiên phong.
và chúng ta đã lấy được cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa này và đang tiến vào với mục tiêu là cái đường lính siêu cấp đầu tiên. Đã mất đi Kira nhưng vẫn còn ở đây là ba người, trong khi đó thì Xanh đang đẩy một đường ở khu vực đường dưới thì Ryoma của đối phương cũng đang có ý định là đẩy lén. Và chúng ta đã có được thêm một cái trụ thứ hai nữa ở khu vực đường trên, sẽ có thể là đường lính siêu cấp đầu tiên hoặc còn có thể nhiều hơn dành cho Pháp TV nếu như Ryoma của họ không về. Bên phía chúng ta thì Kira cũng đã ra rồi và có giao tranh ở đây. Wow. Vẫn cho mình hạt giống sinh mệnh lên và đang có rất nhiều sát thương tuyến sau đến từ mùng 5 tháng 7. Đường lính siêu cấp đầu tiên đã có, đường lính siêu cấp thứ hai cũng đã có và chúng ta cũng không mất gì nhiều bởi Ryoma cả. Ryoma thậm chí còn đang bị bắt lại bởi Kira và cơ hội để chúng ta kết thúc luôn ván đấu này cũng đang còn khi mà ba con lính đã đẩy lên. Hero vừa có double kill, một tình huống mắt bão cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng không sao cả khi mà Kira đã hạ được Mystic ở đâu đó. Và ở đây thì bốn người kết thúc ván đấu này dành cho Pháp TV 1-0 dành cho đại diện của Việt Nam. Và đó là quét sạch dành cho Pháp TV, thế trận là rất dễ đánh khi đó là một pha đẩy lẻ tưởng chừng như tốt của Ryoma nhưng anh ta không lùi về đúng lúc. Anh ta nên lùi về sớm hơn một chút sau khi đã đẩy được khoảng một nửa cái trụ thứ hai để cho những con lính dọn dẹp lốt cái trụ đó, thay vì việc anh ta quá cố gắng để đẩy lính khi đó Kira ra. Anh ta không căn được thời gian mà người chơi đường đơn của đội tuyển Việt Nam xuất hiện và anh ta đã sai trong tình huống rồi. Anh ta muốn Xanh phải biến về trong tình huống rồi, nhưng với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đủ thời gian để cho Golden Goblin có thể đép đường và chúng ta có đủ 4 thành viên ở trong tình huống đó. Và trong thế mà Ibanez không phải về, anh ta đã thực sự bất tử trong pha giao tranh băng trụ vừa rồi. Đó là pha giao tranh mà rõ ràng là Ibanez đứng ở giữa trụ của đối phương, không hề phải nhận bất kỳ một loại thắt thương nào để khó khiến cho anh ta bị bóc bỏ cái lớp giáp của mình. Và khi anh ta quá trâu như vậy thì những người đồng đội của anh ta quá dễ đánh. Một pha quét sạch và đó là chiến thắng 1-0 dành cho Pháp TV. Một chiến thắng rất tốt đến từ Pháp TV ở trong lần đầu mà họ bơi ra biển lớn với KDA là 505 thì... Mùng 5 tháng 7, người đi rừng của bên phía Pháp TV sẽ là người có được MVP ở trong ván đấu này. Ở bên phía đối phương thì đúng là BinX sẽ là người có được nhiều điểm số nhất. Chúng ta đã có một trận đấu với một đội hình có thể nói là rất tốt để đối đầu với đối phương khi sát thương chủ lực là mùng 5 tháng 7 được chơi. Cặp đôi chị em là Sephira cùng Anette cũng đảm bảo được rất nhiều khoảng trống và hỗ trợ rất nhiều dành cho mùng 5 tháng 7. Còn Kiran thì là một người có khả năng tạo đột biến, chúng ta đã cũng đã có thể thấy được. Còn Xanh thì quả thật là bất tử với Ibanez ở trong ván đấu này. Như đã nói, việc không lựa chọn Zil trong đội hình của mình đã khiến cho đội bạn trở nên yếu hơn rất nhiều. Nếu như đó là Zil, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi đó Zil kết hợp với Timmy sẽ trở thành một cặp bài trùng. Và khi đó thì cái lượng sát thương đến từ Ryoma, đến từ Omen và đến từ Elsu sẽ trở nên nó là khác biệt hơn rất nhiều. Kira và Xanh đều lựa chọn cho mình lối trang bị là thuần chống chịu về vật lý. Rồi sau đó thì kể cả những người chơi đi rừng của chúng ta mùng 5 tháng 7 cũng chọn cho mình cái giày hộ vệ. Rồi Sephira chọn cho mình đó là chính xác hơn là cái áo choàng băng và cái mặt nạ Berit đều có khả năng chống chịu sát thương vật lý rất tốt đến từ đội tuyển Việt Nam. Và khi đó ảo ảnh chạm của Murat trở nên không có giá trị cho lắm. Và rất lâu rồi thì chúng ta cũng đã được quay trở lại một giải đấu quốc tế và có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam cũng đã phải mấy tháng rồi. Và ở trong ván đấu đầu tiên thì đại diện của Việt Nam đã không khiến cho chúng ta phải thất vọng khi mà Pháp TV, một đội tuyển cũng được đánh giá chỉ là tầm trung ở khu vực đấu trường danh vọng mà thôi, nhưng khi bước ra sân chơi khu vực thì cũng đã thi đấu tự tin và đã có được một kết quả rất tốt và rất đáng tự hào. Pháp TV đã có được mảnh ghép cuối cùng của họ là Kira và có vẻ như họ cũng tương đối tự tin với mảnh ghép đó. Đúng là Kira trận thi đấu này chơi tốt và hy vọng rằng anh ta vẫn sẽ chơi tốt ở trong giải thi đấu này để khiến cho Pháp TV đạt được một cái thứ hạng cao trong giải thi đấu lần này. Và chúng ta vừa kết thúc trận thi đấu đầu tiên, chắc chắn cấm và chọn của ván thi đấu thứ hai sẽ diễn ra nhanh thôi. Ở trong ván đấu thứ hai thì nhiều khả năng đại diện đến từ bên phía của Việt Nam sẽ phải đánh ở bên phía đội đỏ, đó là đội cấm sau và chọn sau. Tuy nhiên thì ở giải đấu ESL này thì luật Global Ban Pick vẫn chưa được áp dụng, vì thế mà khi ở bên phía đội đỏ thì chúng ta cũng chỉ chịu thiệt thòi đôi chút khi phải cấm đi Florentino ở vị trí đầu tiên mà thôi. Nhưng cũng vẫn có rất nhiều những quân bài mạnh để có thể chúng ta có thể chơi được, và chúng ta cũng có thể hoàn toàn chơi lại được những quân bài như là Sephira ở trong ván đấu trước, những quân bài cũng đang mạnh ở thời điểm hiện tại. Như vậy là với việc không sử dụng cho mình luật cấm chọn mới thì đội tuyển Việt Nam không có quá nhiều bất lợi khi ở bên phía đội đỏ. Trái lại, có khi ở bên phía đội đỏ chúng ta lại có nhiều lợi thế hơn, bởi chúng ta có lựa chọn hai quân bài mạnh. Và khi mà không có những con bài mạnh bị cấm đi quá nhiều thì lúc đó đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lấy được đi cho mình những quân bài mạnh nhất sau con bài đầu tiên. Và đó là lợi thế tương đối lớn của chúng ta. Cấm và chọn ván thi đấu thứ hai đã chính thức được bắt đầu, và đúng là đội tuyển Việt Nam sẽ ở bên phía đội đỏ. Chúng ta cùng chờ xem bên phía đối phương sẽ lựa chọn cho mình đó là cấm đi con bài gì trong trận thi đấu này.
Vẫn còn 18 giây nữa để cho bên phía Saudara Esports đưa ra lượt cấm đầu tiên của mình. Và chúng ta thì có lẽ là cũng đang có được một tâm lý rất thoải mái để bước vào ván đấu thứ hai này sau thắng lợi có thể nói là rất nhanh ở trong ván đấu đầu tiên. Và Richter sẽ là lượt cấm đầu tiên mà bên phía Saudara Esports đưa ra. Còn Pháp TV thì rất đơn giản thôi. Florentino cũng được cấm rất nhanh để đẩy nhanh tiến độ của phần cấm và chọn này. Đồng ý, Florentino luôn luôn là lựa chọn của lượt cấm đầu tiên bởi lý do là chúng ta không muốn bị lượt cấm thứ hai bị quá bế tắc, và khi đó chúng ta phải lựa chọn cấm ngay Florentino ở ngay lượt cấm đầu nếu không muốn là chúng ta sẽ để hở ra những con bài mạnh ở trong lượt cấm thứ hai. Đây là lượt cấm thứ hai của đội tuyển Pháp TV và nếu không nhầm thì đó sẽ là Dasi chăng? El Su thì đã được Saudara Esports cấm đi và lượt cấm thứ hai của bên phía Pháp TV có thể là Dasi, nhưng họ cũng có thể để hở ra Dasi để hy vọng là nếu đối phương không lấy thì đội mình sẽ lấy. Như vậy là sẽ cấm đi Sefera đến từ bên phía của Pháp TV. Ở trong trận thiếu đầu tiên hình như tôi cũng không thấy Dasi xuất hiện trên bảng cấm thì phải. Nếu như vậy thì có vẻ như ở bên phía quốc gia Indonesia chưa đánh đến Dasi chăng? À không, có Dasi. Như vậy là có Dasi. Như vậy là với việc cấm đi Sefera thì có lẽ là trong kế hoạch của Pháp TV họ nghĩ rằng đối phương sẽ không lấy Dasi. Nhưng đối phương đã dành cho họ một bất ngờ khi đã sử dụng Dasi ở trong sự lựa chọn đầu tiên của mình. Và bây giờ thì sẽ là hai lựa chọn mà Pháp TV có thể lấy, theo Anas và Bandung. Đó là hai quân bài rất mạnh ở đấu trường danh vọng của chúng ta trong thời gian gần đây. Và Pháp TV sẽ đem đến đặc sản của Việt Nam dành cho đội tuyển của đội nước chủ nhà Indonesia ở trong ván đấu thứ hai này. Theo Anas và Bandung, đánh giá thì có vẻ như theo Anas sẽ nằm trong tay của Kira chăng, người chơi cánh của bên phía đội tuyển Pháp TV, hay là vẫn nằm trong tay của Hiro? Hiro thể hiện có vẻ theo Anas này thực sự vẫn chưa đủ tốt. Chưa đủ tốt sau những vòng đầu tiên có thể gây được những bất ngờ. Thì Hiro vẫn đang thể hiện có một chút nào đó non tay với con vải theo Anas. Và Kira không biết anh ta sẽ đảm nhận vị trí nào ở trong đội hình ở trong cái trận thiếu này. Bên phía bên kia, Robinix và Mixtic sẽ có hai lựa chọn tiếp theo dành cho bên phía đối phương. Và đó sẽ là, chúng ta cùng chờ xem 15 giây nữa. Hai lựa chọn nữa dành cho bên phía của Saudara Esports ở trong ván đấu này thì họ đã có được cho mình một lượng sát thương phép rồi và họ sẽ tiếp tục lấy hai quân bài mà họ đã sử dụng ở trong ván đấu trước là Ryoma và Omen. Ở trong ván đấu trước thì Binix, người chơi ở bên phía Saudara, cũng đã sử dụng Omen một cách rất tốt và cũng đã đem lại những bất ngờ cho chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã phản ứng rất nhanh và với có thể nói là đẳng cấp hơn một chút, tôi đánh giá đẳng cấp của Pháp TV đang nhỉnh hơn đối phương một chút thì chúng ta cũng đã có được chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên. Vẫn tiếp tục là bộ đôi Ryoma và Omen. Nếu như vậy thì trận thi đấu này chúng ta cũng vẫn phải dè chừng bởi họ đang có một bộ khung rất mạnh ở thời điểm đầu trận. Trận thi đấu trước là trận thi đấu mà họ mặc dù có bộ khung mạnh nhưng với Murat thực sự tiến độ của họ bị chậm đi so với Lindis của đối phương. Và Murat trong những pha thi đấu đầu tiên đã bỏ mặc Ryoma ở phía dưới hang rồng và khiến cho Ryoma gặp rất nhiều khó khăn, trong khi anh ta quá tham vào cái bảng hạ cục của xanh và con dịch quỷ thì đúng hơn, và khiến cho thế trận của bên phía đối phương Saudara Esports bị chậm đi rất nhiều khi không có con rồng đầu, một cách không có bất kỳ một tranh chấp nào vào con rồng đầu thì đúng hơn. Tiếp tục là phây cấm thứ hai và đó là Timmy. Bên phía của Pháp TV đã lựa chọn Timmy trong lượt cấm này, hơi ngạc nhiên, à không, đó là do chúng ta đã có Badum rồi, chính xác là như vậy. Còn ở bên phía đối phương thì với lượt lựa chọn Dasi ở trong sự lựa chọn đầu tiên thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cũng chưa biết được là ai sẽ là người đi rừng ở bên phía Saudara Esports khi họ đang sở hữu hai vị tướng có khả năng đi rừng tốt. Đó là Ryoma và đó là Dasi, và sự lựa chọn cấm cuối cùng của chúng ta cũng đang có thể nói là tương đối khó để đưa ra. Trong khi đó thì lượt cấm thứ ba mà bên phía Saudara đã cấm đi đó là Murat. Có vẻ như họ ở bên Indonesia khá yêu thích vị tướng Murat này chăng? Khi mà không lấy thì sẽ phải cấm đi thánh Murat. Chắc là ở bên phía quốc gia Indonesia thì họ rất chuộng Murat rồi, bởi rõ ràng đây không phải là con bài quá ưa thích ở đấu trường danh vọng. Chỉ có ADC là người được đối phương ưu tiên cấm vào con bài Murat này, còn hầu hết các đội tuyển khác thì không. Nhưng với bên phía đại diện đến từ Indo, họ đã cấm đi Murat và chọn Murat ở trong hai ván thi đấu đầu tiên. Và nó khiến cho chúng ta có vẻ như sẽ dễ thở hơn, bởi chúng ta có lẽ cũng không quá mặn mà với các bài Murat. Đội tuyển đối phương đang không nghiên cứu kỹ được đội tuyển Việt Nam, Pháp TV.
Đúng là như vậy, tôi nghĩ là đối phương cũng vẫn còn quá ít thông tin về Pháp TV và Pháp TV cũng đang khiến họ cũng chưa kịp trở tay. Lượt cấm cuối cùng mà Pháp TV đưa ra đó là quân bài mà chúng ta đã cùng nhau phân tích ở trong ván đấu đầu tiên là Tulen, vị pháp sư hiệu quả nhất của đấu trường danh vọng, vị tướng hiệu quả nhất ở đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 sau khi lượt đi khép lại, và vẫn sẽ là Ibanez dành cho xanh ở trong ván đấu này. Đó là quyết định thứ tư mà Pháp TV đưa ra ở trong phần cấm và chọn của mình. Pháp TV đang rất muốn đánh chiến thuật Ibanez đi đường, và nó khiến cho đội hình của họ đỡ mỏng hơn trong giao tranh rất nhiều. Và có lẽ xanh cũng sẽ là người đảm nhận vị trí này. Như vậy đường giữa cũng đã có, nhiều khả năng theo Nát sẽ nằm trong tay của Kira. Đường giữa sẽ là Hero. Sẽ còn một con bài nữa cho người đi rừng, đó là vùng 5 tháng 7 và thôi. Bên phía bên kia, đội tuyển Suarez Sports sẽ tiếp tục lựa chọn hai vị tướng cuối cùng để hoàn thiện đội hình của mình, và đó là Mina chẳng. Mina ở vị trí trợ thủ, và họ còn thiếu một quân bài có khả năng đi đường giữa hoặc là đường rừng. Tùy thuộc vào vị trí của Dasi, hoặc đường đơn nữa nếu như Rioma sẽ đi đường rừng. Có thể nói là những vị tướng mà bên phía của Sarada Esports lấy khá nhiều có vai trò họ có thể đảm nhận cho nhau. Nhưng cuối cùng thì quyết định của họ là Illumia ở trong ván đấu thứ hai này. Ván đấu cũng có thể là ván đấu quyết định đến chiến thắng của Pháp TV ở trong kèo đấu BO3 này. Và cuối cùng là Nakroth chẳng. Chúng ta đang hướng đến Nakroth và đã khóa lại ở vị trí Nakroth dành cho bên phía của vùng 5 tháng 7. Kira chính xác sẽ là người sử dụng cho bài Theonat, Ibanez trong tay của xanh. Hero cầm cho mình con bài The Flash và cuối cùng Badum trong tay của Jack. Trong khi đó bên phía đối phương, Dasi sẽ được đảm nhận ở vị trí đi rừng tất nhiên rồi, khi mà họ lựa chọn vị trí cuối cùng là Illumia dành cho Robux. Một đội hình không có quá nhiều thay đổi của đối phương, chỉ khác một cái đó là họ đã bổ sung rất nhiều lượng sát thương phép thuật. Sau trận thiếu đầu tiên có lẽ họ đã vỡ ra rằng là đối phương lên đồ quá dễ dàng, và đối phương gọi là đánh không thấm được vào đối phương, khiến cho họ bắt buộc phải lựa chọn thay đổi, đó là cân bằng lượng đam sát thương phép thuật và vật lý. Và bên phía của Pháp TV thì chúng ta thấy là với Kira một thành viên mới thì đội hình của họ cũng đã được phần nào đó định hình, khi mà Hero sẽ là người chơi đường giữa, Jack sẽ là trợ thủ. Mùng 5 tháng 7 thì đi rừng rất quen thuộc rồi. Còn ở hai vị trí đường đơn thì xanh có lẽ là sẽ thường xuyên đảm nhận những vị tướng mang vai trò là chống chịu và mở giao tranh. Còn Kira sẽ sở hữu những vị tướng có khả năng tạo được đột biến cũng như là góp vào sát thương nhiều hơn trong đội hình của Pháp TV, và nó cũng đã phát huy hiệu quả ở trong ván đấu đầu tiên. Đến ván đấu thứ hai thì đối phương đã đưa ra một đội hình hoàn toàn khác với nhiều sát thương phép thuật hơn, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Pháp TV có thể giành chiến thắng 2-0 ở trong trận đấu đầu tiên của mình tại đấu trường quốc tế hay không. ESL năm nay không có quá nhiều đội tuyển mạnh, và khi đó thì niềm hy vọng đến từ đội tuyển Việt Nam sẽ là vào đến trận chung kết, thậm chí là giành được chức vô địch trong trận chung kết tổng. Trong trận thi đấu vừa qua chúng ta thấy rất rõ ràng đó là đại diện đến từ Indo vẫn hoàn toàn lép vế so với chúng ta, nếu như chúng ta thi đấu thực sự là đúng thực lực của mình. Và rõ ràng trận thi đấu thứ hai này chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một ván thắng nữa để khiến cho đội tuyển Pháp TV đến gần hơn với trận chung kết. Còn về phía đội tuyển của nước chủ nhà đó là Saudara Esports thì để bước vào ván đấu này với Pháp TV, họ cũng đã có một cuộc lội ngược dòng ở trong ván đấu ở nhánh dưới với đội tuyển của khu vực Malaysia Singapore là M8 ESA. Và ở chúng ta hãy cùng chờ đợi xem họ có thể tạo nên một điều gì đó bất ngờ hay không. Rách băng vào, Mystic đang thấp máu ở ngay trong những bước di chuyển đầu tiên, và anh ta đã phải mất đi cho mình đó là cái tốc biến rồi. Đây là những tình huống di chuyển đầu tiên, và vẫn chưa có bất kỳ một sự nguy hiểm nào đến từ cả hai đội tuyển. Omen đã phải bỏ cho mình con bùa đỏ mà anh ta cố gắng để có thể cướp được của mùng 5 tháng 7. Người có được cho mình cái pha can thiệp cho tình huống đó là xanh. Ở bên phía đường dưới, Kira sẽ đối mặt với một vị tướng đó là Rioma. Kira sẽ phải đánh tương đối cẩn thận với những cú chọc của Rioma có tầm sải tay khá xa khi đối đầu với một vị xạ thủ. Ở trong ván đấu trước thì Rioma cũng nằm trong tay của Mystic, và anh ta đã rất khó thở khi mà phải đối đầu với Wonder Woman của Kira, và cũng thường xuyên có những sự hỏi thăm đến từ mùng 5 tháng 7 với vị tướng là Lindis. Ở trong ván đấu này thì mùng 5 tháng 7 vẫn sở hữu một vị tướng có khả năng di chuyển rất cơ động và kiểm soát bản đồ một cách tốt, đó là Nakroth. Và Nakroth của mùng 5 tháng 7 thì cũng đang dọn dẹp nốt các con quái rừng và chờ đợi level 4. Ở đây thì Hero hơi thấp máu một chút, anh ta đã lùi về được một cách an toàn. Trong khi đó thì Jack cũng đã bị phát hiện vị trí bởi KT và những người đồng đội của mình. Băng vào đến từ mùng 5 tháng 7 nhưng hơi đơn côi đến từ Nakroth ở trong tình huống này, và rút về thôi.
Rất đáng tiếc là phát chém của anh ta cũng không gây được quá nhiều sát thương lên đối phương. Hình như anh ta chém trượt trong tình huống vừa rồi. Lượng tiền thì Phát TV đang định dẫn chỉ khoảng là 100 tiền thôi, không phải là con số quá nhiều. Con rơi quỷ là điều mà chúng ta đang hướng đến. Còn bên phía đối phương, họ sẽ hướng đến con rồng chăng? Chúng ta cùng chờ xem. Chúng ta đang set up giao tranh khá ổn khi có hai người chơi ở đường trên và ba người chơi ở đường dưới sẵn sàng cho một pha giao tranh ở khu vực hang rồng ngay sau khi ăn rơi. Và đó là một tình huống vật tổ vỗ tất mà DZ đã bị bốc về. Và chúng ta sẽ khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn ăn được con rồng này. Khi mà mùng 5 tháng 7 sau khi có được con rơi thì cũng đã xuống đây một cách rất nhanh rồi. Và quyết định của bên phía Saudara Esports là sẽ phải lùi về. Setup giao tranh là rất hợp lý đến từ đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa qua. Khi chúng ta có được cho mình ba người chơi ở khu vực đường dưới thủ đường rất dễ, và khi đối phương có động thái ăn rồng ngay lập tức chúng ta can thiệp và cấu đi một lượng máu rất lớn của người chơi đường giữa cũng như trợ thủ của đối phương. Và con rồng đầu tiên một lần nữa lại là miễn phí dành cho Phát TV di chuyển, và lối chơi của Phát TV vẫn đang dẫn trước so với đối phương. Rất tốt đến từ Phát TV khi ở trong ván đấu này họ vẫn tiếp tục có được con rồng đầu tiên của ván đấu. Ở trong ván đấu đầu tiên khi mà họ có được con rồng thì đối phương cũng có được bùa rơi. Nhưng ở trong ván đấu này thì cả hai điều đó đều thuộc về bên phía của chúng ta. Còn ở đây thì Kiran vẫn đang không gặp phải quá nhiều nguy hiểm khi mà người đi rừng của đối phương là Dasi cũng chưa có thật nhiều những tình huống gây áp lực tại khu vực đường rồng này lên vị trí sát thương chủ lực của chúng ta. Wow. Trong giai đoạn sau này, RoboX bị combo bởi mùng 5 tháng 7 ôi, cũng không thoát được, nhưng chúng ta vẫn là những người có được chiến công đầu. Mùng 5 tháng 7 vừa bị một cú choáng thì phải, và anh ta không kịp lùi ra. Rõ ràng anh ta combo là hợp lý, nhưng nhẽ ra phải lùi ra được sớm hơn. Một pha solo kill ở khu vực đường dưới đã bị can thiệp bởi ba Doom trong tay của Jack. Và Kira là người có được cái kết quả thuận lợi cho tình huống này khi anh ta đang có cho mình 2.000 tiền sau tình huống hạ gục thành công của ba Doom. Và với việc mà Theonat đang rất xanh thì chúng ta đang có cơ hội để chiến thắng cho ván thi đấu thứ hai này rất lớn. Vẫn như ở trong ván đấu trước thì sát thương chủ lực của chúng ta vẫn đang có một tuổi thơ tươi đẹp khi mà đối phương vẫn chưa tìm được cách tác động vào ván đấu này với những mục tiêu với những vị sát thương chủ lực ở bên phía chúng ta một cách ổn thỏa nhất. Chúng ta cũng đang có được nhiều sự hỗ trợ dành cho Kira với vị tướng là Theonas khi mà Bandum cũng thường xuyên có mặt khu vực này. Saudara Esports muốn một điều gì đó ở khu vực giữa khi tập trung cả 5 người ở đây, nhưng Xanh cũng đã có mặt để hỗ trợ cho Hero rồi, và cũng rất gần đó thì Jack mùng 5 tháng 7 và cả Kira nữa cũng có thể xuất hiện. Mùng 5 tháng 7 băng vào nhưng dính rất nhiều hiệu ứng khống chế, và một lần nữa thì mùng 5 tháng 7 đã không thể tỉnh được. Hero băng vào chưa có lốc chân không được bật lên, và chúng ta là người lỗ thế hơn trong tình huống vừa rồi. Việc sử dụng cho mình đó là cái chiêu cuối của Nakroth là quyết định có lẽ là không hợp lý. Gươm hành tuyết được tung ra khiến cho anh ta bị chôn chân lại, đó là Xanh. Đây là một pha thi đấu mà chúng ta đang bị mất đi Xanh chăng? Không, Xanh đang chống chịu rất tốt cho tình huống này. Xanh đang và vật tổ xin lỗi quý vị các bạn, địa giam được hai người và Xanh chưa phải nằm. Kira đang xả sát thương mùng 5 tháng 7 cũng đã quay trở lại. RoboX đã phải nằm xuống, Binx và KT cũng vậy. Đó là một tình huống mà Xanh đã tạo được quá nhiều khoảng trống cho chúng ta có được 3 điểm hạ gục. Một cái trụ đổi lại là những gì mà Saudara Esports có thể lấy được trong pha mà họ đã thất thế hoàn toàn. Một tình huống 5-4 sau khi có sự xuất hiện của cả Nakroth trong tay của mùng 5 tháng 7 kịp thời. Và trong thế trận đó chúng ta đã có được 3 mạng hạ gục, tiếp tục có lẽ sẽ một mạng hạ gục tiếp theo chẳng. Một cái chiêu cuối thần trận rất đẹp đến từ Illumina nhưng nó không thành công. Và chúng ta có thêm một mạng hạ gục cùng một cái trụ nữa trong tình huống vừa rồi. Mặc dù mất đi một cái trụ ở vừa hang rồng, nhưng tình huống vừa rồi là một tình huống mà Xanh đã chống chịu hoàn toàn sát thương để cho những người đồng đội của mình có quyền đánh một cách thoải mái trong giao tranh. Và trong thế trận mà theo nát được bắn thì thực sự là quá hủy diệt. Đối phương đã quá tham vào đánh vào một vị tướng, và có lẽ họ sẽ không còn đánh vào bất kỳ một lần nào nữa trong trận thi đấu này, sẽ không còn dồn đam bất kỳ một lần nào nữa trong trận thi đấu này sau tình huống vừa qua. Chỉ có một chút choạch choạc đến từ mùng 5 tháng 7 ở trong ván đấu này khi anh ấy đang là người duy nhất phải nằm xuống ở bên phía Pháp TV tới 2 lần. Nhưng không sao, các thành viên còn lại của Pháp TV vẫn đang cho thấy một bộ mặt rất tích cực, là Xanh với những tình huống chống chịu, là Kira với những tình huống tạo sát thương, và cả Jack với những tình huống vật tổ vỗ tất tạo được rất nhiều tiền đề với vị tướng là Bandum nữa. Ở đây thì Saudara Esports lại một lần nữa họ đang nấp ở trong những cái bụi ở đường giữa, và rõ ràng là chúng ta biết được điều này. Xanh cùng mùng 5 tháng 7 sẵn sàng ở bên hông bất cứ lúc nào. Trong khi đó thì Phoenix bây giờ mới đẩy xong tên lính này, thì Kira cũng đã đến và đón tên lính này để có thể thu nhập thêm cho mình những lượng tiền để có thể có một lượng đồ ổn nhất có thể. Lối di chuyển rình rập của đối phương sẽ có lợi nếu như chúng ta thi đấu mạo hiểm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu cực kỳ là chắc chắn với việc khi không có sai không đứng giữa, không có bất kỳ một thành viên nào chúng ta
quá tham gia khủng phương từ giữa cả. Một cú sử dụng ảo ảnh chạm là hợp lý, chính xác hơn là cú gươm hành quyết. Xin lỗi các bạn, đó là cú gươm hành quyết hợp lý của mùng 5 tháng 7 để có thể né đi được cái chiêu cuối đến từ Kati. Và chúng ta lùi về thành công cho tình huống vừa rồi. Mystic với Ryoma vừa rồi định băng vào Kira, nhưng cuối cùng thì anh ta đã phải mất đi tốc biến để có thể lùi về, sau khi mà Kira cũng đã quay trở lại một cách cực kỳ đánh đá. Ở đây thì chúng ta đang có được rất nhiều lợi thế về tầm nhìn sau khi đã bóc đi được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa của bên phía đối phương. Nhưng hãy để ý một chút đến Omen khi mà anh chàng Binix này cũng đang có được tương đối nhiều khoảng trống ở khu vực đường dưới. Ở đây thì cái địa giam chỉ trúng một người. Bây giờ thì Hero tới, có một tình huống lốc chân không là tương đối đẹp. DZ đang tụt máu không phanh. Wow. Và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Kira. Kira đang có cho mình 5.400 tiền, lượng tiền nhiều nhất trên bản đồ, và anh ta xứng đáng với những gì mà mình đang có. Những cú bắn của anh ta trở nên cực kỳ thốn trong giao tranh, và đặc biệt là trong những pha thi đấu mà có Jack bảo kê. Jack đang khiến cho xanh cho Kira thì đúng hơn bắn rất tốt. Và con rồng tiếp theo nó dành cho đội tuyển Việt Nam, 3 con rồng liên tiếp, và chúng ta có lẽ sẽ có thêm cho mình cái trụ đường dưới chẳng. Cái trụ đường dưới đang được Binx cố gắng để có thể phòng ngự, nhưng chúng ta có xanh, chúng ta có mùng 5 tháng 7 và Hero thì cũng đang rất sẵn sàng. Và Binx rõ ràng hiểu được điều này và anh ta đã phải lùi về. Một cái chiêu cuối đến từ Illumia không giải quyết được vấn đề gì, khi mà ở đâu đó thì Kira lại có thêm một điểm hạ gục nữa. Nhưng KT cũng vừa shutdown đi sát thương chủ lực bên phía chúng ta. Rách cũng không thoát, double kill dành cho người đi rừng bên phía đối phương. Đó có lẽ là một tình huống di chuyển hơi sâu vào phần rừng của bên phía đối phương đến từ hai thành viên của Pháp TV. Một phần đó là chúng ta đang muốn đẩy cao ở tất cả các đường lên để có thể lấy được đi những cái trụ. Và trong tình huống đó thì với sự hy sinh của Kira thì chúng ta đã có được cho mình một cái trụ ở khu vực đường dưới nữa, và đó là cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới. Cho tình huống vừa rồi thì có lẽ là nên đánh thận trọng hơn ở khu vực rừng của đối phương để khiến cho chúng ta có được cho mình trụ ở khu vực đường dưới. Nhưng ở trên đường trên thì cũng đánh câu kéo thôi, không phải là quá khô báo như tình huống Kira vừa rồi lao thẳng vào phần rừng của đối phương. Và khi đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bắt lại bởi chúng ta chỉ có hai thành viên. Với những lợi thế của mình thì có lẽ trong những giây phút vừa qua thì Pháp TV đang có một tinh thần thi đấu có thể nói là hơi tự tin nhiều hơn mức cần một chút, và chúng ta cũng nên bình tĩnh hơn để xử lý ván đấu một cách gọn gàng nhất. Gọn gàng nhất khi rõ ràng đó là một mạng chấm dứt dành cho vị trí của Kira, nhưng Kira đang rất xanh. Món trang bị tiếp theo mà anh ta lựa chọn đó là cái phút hung tàn, và nhiều khả năng món trang bị tiếp theo nữa sẽ là cái kiếm gây khả năng hút máu rất tốt, đó là cái cung tà ma. Vừa rồi thì có một tình huống địa giam không vào ai cả đến từ Jack. KT cũng đã phải mất đi ma trận thứ nguyên để có thể lùi về. Mùng 5 tháng 7 bị solo kill bởi người chơi tốt nhất bên phía Saudara Esports là Binx ở khu vực đường dưới, và đó cũng là một bước lùi tiếp theo của bên phía Pháp TV. Nhiều khả năng nó đến từ chiêu cuối của Illumina nữa, khi đó là một chiêu cuối rất mạnh toàn bản đồ, nó khiến cho cú solo kill đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với Nakroth của chúng ta. Khu vực đường giữa thì Fast TV Hero đang bị bắt vào, và anh ta bắt ngược trở lại đối phương khá đánh đá. Anh ta muốn hạ gục đối phương và anh ta đã hạ gục đối phương trước khi phải nằm xuống. Rất hay. Hay, đó là một tình huống xử lý hay đến từ Hero, khi mà có rất nhiều người quay nhưng anh ta vẫn có thể hạ gục được người chơi đi rừng của bên phía đối phương. Cũng là một người chơi chủ lực với một KDA là 221 cùng lượng tiền là khá ổn đến từ bên phía của Saudara Esports. Nhưng ở đây thì Kiran hãy cẩn thận, Kiran tốc biến wow. Để có được một vị trí bắn rất tốt. Và Kiran đang được bắn cái địa giam này có lẽ là hơi bóp một chút đến từ Jack, khi nó ngăn đi lượng sát thương đến từ Kiran không được xả ra liên tục. Nhưng vẫn là Kiran, Kiran vẫn không bị ai động vào cả, và Kiran bắn hết Pháp TV quét dơ trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì KT mới sống lại, double kill dành cho Kiran, trụ thứ hai đường giữa dành cho đội đại diện của bên phía Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại thì tôi có thể khẳng định là những gì Pháp TV nói không phải là nói chơi. Rõ ràng Kira là một thành viên mảnh ghép cần có của Pháp TV. Chúng ta chưa từng thấy bất kỳ một thành viên nào của Pháp TV có lối đánh chủ động và tự tin đến như vậy. Một lối đánh rất giống với lối đánh của người chơi đi đường đơn của team Fran Isno. Khi anh ta thi đấu một cách bình tĩnh, tự tin, có khả năng tạo đột biến ở trong giao tranh, khả năng bắn cực kỳ bá đạo đến từ vị trí của Theonat trong tay của Kira, một sức bắn và một nhãn tận quan chiến thuật quan sát cái đội hình của đối phương nó rất hợp lý đến từ Kira trong tình huống vừa rồi. Và sau những tình huống vừa rồi thì khoảng cách về lượng tiền mà chúng ta đã giãn cách ra với đối phương lên đến con số 7.000 tiền ở phút thứ 11 này rồi. Với 6 điểm hạ gục nhiều hơn, 4 cái trụ nhiều hơn, 1 con tà thần xê ra nhiều hơn và 3 con rồng nhiều hơn thì rất nhiều lợi thế dành cho đại diện của Việt Nam để có thể kết thúc đi ván đấu này. Khi mà chúng ta cũng đang có được một Kira, một sát thương chủ lực với vị tướng Theonat rất khỏe và cũng rất biết giữ vị trí trong những pha giao tranh. Mystic chắc chắn là phải về trong pha này. Trụ thứ hai khu vực đường trên đã có dành cho bên phía của Pháp TV. Trong khi đó thì con rồng tiên phong đang được thả ra để cường hóa lính ở khu vực đường giữa.
hai món trang bị tăng tốc đánh, hai món, ba món trang bị chí mạng, nó khiến cho Kira bắn cực nhanh và cực gắt. Anh ta đang là một nguồn sát thương quá lớn mà bên phía đối phương đang không thể kiểm soát được. Thần trận một lần nữa được bật nhưng nó không thể khiến cho đối phương ngăn cản chúng ta ăn đi cho mình con rồng bạo chúa, có cho mình hai bùa lợi mạnh nhất ở trên bản đồ ở thời điểm hiện tại. Nó khiến cho đội tuyển Việt Nam sẽ công trụ dễ hơn rất nhiều. Chiến thắng nằm 99% trong tay của chúng ta rồi, bởi đây là hai bùa lợi lớn và nó khiến cho Nagroth dễ dàng băng ra băng vào hơn trong giao tranh. Còn Kira chắc chắn anh ta sẽ ở ngoài bắn chùa. Nhưng ở trong tình huống mà chúng ta ăn rồng bạo chúa thì đối phương cũng đã giải quyết được con rồng tiên phong mà chúng ta thả ra ở khu vực đường giữa. Đó là một tình huống mà có lẽ là bên phía Pháp TV trong những buổi training của họ cần tính toán lại để có thể tận dụng tối đa được cả con rồng tiên phong cũng như là có thể lấy đi con rồng bạo chúa trong những trận đấu như thế này. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn đang có được rất nhiều lợi thế và đúng như những gì mà anh Tùng phân tích, chiến thắng đã ở rất gần đại diện của Việt Nam trong trận đấu đầu tiên này rồi. Dù gì thì chúng ta vẫn có được sải tay dài đến từ Theonat, nó khiến cho việc mất đi con rồng tiên phong trở nên đỡ đáng tiếc hơn rất nhiều. Đây là một pha ép đủ 3 đường của chúng ta và đại diện Việt Nam vẫn đang ép đường rất tốt. Một pha sử dụng chiêu quấy tuyệt đẹp của Illumina nhưng nó không là đủ, bởi Hero đã băng vào cực kỳ sâu và hạ gục được Robotics. Illumina đã nằm xuống, mà hạ gục thứ hai có lẽ sẽ có giây sau đây. Chúng ta đang có cho mình một thế ép trận rất toàn diện và đó là mạng hạ gục thứ hai. Người chơi trợ thủ của đối phương đã nằm xuống, mạng hạ gục thứ ba chúng ta mất đi một thành viên, nhưng đó là quét sơ cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta mất hai người nhưng quan trọng là chúng ta vẫn còn Kira và chúng ta đã hạ được tới 4 người của bên phía đối phương. Lính cũng đang được đẩy lên. Kira một lần nữa có double kill, chỉ còn lại một mình Omen mà thôi. Không có việc gì phải sợ khi mà mùng 5 tháng 7 và Jack vẫn đang còn rất khỏe. Một đường lính siêu cấp có thể sẽ là nhiều hơn và thậm chí là cả ván đấu này. Khi mà mùng 5 tháng 7 băng vào, Kira đang bắn vào trụ. Kira bị hạ gục nhưng không sao, 2-0 dành cho Pháp TV. Một lối đánh rất chủ động và tự tin đến từ đội tuyển Pháp TV. Và họ đã có chiến thắng 2-0 trong trận đấu vừa rồi một cách tương đối dễ dàng. Những phát bắn của Kira thực sự là chất lượng và họ đã có cho mình một chiến thắng rất hợp lý. Có lẽ sau khi mà du đấu, cái chuyến du đấu này về thì Phát TV sẽ còn gây được rất nhiều bất ngờ cho đấu trường danh vọng ở trong lượt về của đấu trường danh vọng mùa tới. Rất hợp lý khi mà không chỉ những đối thủ còn lại sẽ phải đối đầu với Phát TV ở giải đấu ESL này mà cả những đội tuyển của đấu trường danh vọng nữa cũng sẽ phải rất dè chừng với Phát TV khi mà họ cũng đã có được một quân bài chiến lược mang tên Kira MVP ở trong ván đấu này với KDA là 727, 12.199 tiền cùng một lượng sát thương khổng lồ và những pha giữ vị trí tuyệt vời trong những pha giao tranh. Full đồ và 41% sát thương nằm trong tay của Kira. Sức bắn là rất đáng kể trong trận thiếu này. Còn phải nói nữa, đó là khả năng bảo kê cực kỳ tốt đến từ vị trí của Jack. Người chơi đã hy sinh thầm lặng cho Kira rất nhiều để Kira có khả năng bắn tốt ở trong giao tranh. Và anh ta đã khiến cho thế trận nuôi AD của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Duy nhất chỉ có một pha thi đấu khóa hổ báo của Kira để phải nằm lại một mạng ở khu vực đường rừng, nhưng chúng ta vẫn có lợi thế trong tình huống đó khi chúng ta có được cái trụ hai ở khu vực đường rồng. Thì nói chung ở trong trận thiếu này Kira chơi tốt và hai mạng hạ gục của anh ta đều có ý nghĩa rất lớn ở trong trận thiếu này. Mạng hạ gục cuối cùng mà anh ta phải nằm xuống đó là thời điểm chúng ta lấy đi cái trụ cuối cùng của đối phương và cái mạng hạ gục đó là không có ý nghĩa gì cả. Đúng là như vậy, bởi vì Kira cũng đã bắn được rất nhiều để cho mùng 5 tháng 7 là người kết thúc đi cái tế đàn của đối phương và đem về chiến thắng dành cho đại diện của Việt Nam. Hình ảnh tươi sáng nhất mà bên phía Saudara Esports đem lại có lẽ ở trong cả hai ván đấu là Omen trong tay của anh chàng Binix. Tuy nhiên, một mình nỗ lực của Omen trong tay của anh ta là không đủ. Là không vì đủ. Chúng ta đã mạnh hơn đối phương rất nhiều. Và với thắng lợi này, wow, đối thủ tiếp theo Devita mà Pháp TV sẽ phải đối đầu là Devita đến từ Thái Lan. Một lần nữa, Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ đối đầu với Liên Quân Mobile Thái Lan ở trong một kèo thi đấu của một giải đấu quốc tế. Như vậy, không phải là một cái tên tuổi quá nổi tiếng ở bên phía khu vực Thái Lan, nhưng họ vẫn giành được cho mình một chiến thắng 2-1 trước Evos Team của bên phía Indonesia. Và như vậy là đại diện Việt Nam sẽ phải gặp đại diện đến từ Thái Lan. Đánh giá chung thì đây cũng là một kèo đấu khá khó dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng với những gì mà Phát TV vừa thể hiện, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng Phát TV có thể giành được chiến thắng trong trận thiếu này. Và nếu như mà các bạn chưa quên thì Phát TV vẫn đang chưa thua bất kỳ một trận thi đấu nào kể từ vòng loại ở ESL năm nay.
và hoàn toàn Pháp TV có thể mơ được đến với việc nâng cúp của giải đấu ESL này mà không để thua bất cứ một ván đấu nào kể từ vòng loại Việt Nam cho đến cả giải đấu này nữa. Và thậm chí nếu như ở trong ván đấu, ở trong trận đấu tiếp theo đối đầu với Devita mà có một điều gì đó không may xảy ra, chúng ta có để thua ván đấu hoặc thậm chí cả trận đấu, thì cơ hội để cho Pháp TV giành chức vô địch là vẫn còn, là thì vẫn họ còn. Cũng sẽ xuống dưới chung kết của nhánh dưới để thi đấu với những đội khác đánh lên để gặp với Pháp TV. Pháp TV cũng đang có cho mình một sức bắn cực kỳ tốt. Có vẻ như cái việc mà đánh cấm chọn như thế này có khi lại còn là lợi thế nữa của Pháp TV cơ. Bởi chúng ta đều biết được rằng là xanh hay là người chơi đường rừng của họ ở mùng 5 tháng 7 đánh được rất tốt một vài vị tướng. Đó là Darcy trong tay của mùng 5 tháng 7 này, đó là con bài Evenet trong tay của xanh này. Trong những trận thiếu vừa qua, xanh thể hiện khác hẳn so với cái thời điểm mà anh ta đánh Maloc ở đấu trường danh vọng. Những cú luyện ngục không được hiểu ý nhau đến từ đội tuyển Pháp TV nó khiến cho thế trận trở nên khó khăn hơn họ rất nhiều. Nhưng ở trong trận đấu này chúng ta thấy được rằng cái tinh thần, cái sự đoàn kết của họ là tốt hơn rất nhiều. Cùng với đó là họ có một người chơi có thể gây được đột biến và họ đã thành công trong trận đấu vừa rồi. Rất tốt đến từ Pháp TV. Và trận đấu đầu tiên của đại diện của Việt Nam đã khép lại một cách tương đối nhanh với tỷ số là 2-0 nghiêng về chúng ta. Pháp TV cũng đã đem lại niềm tự hào dành cho khu vực Liên Quân Mobile của Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trước khi đến với ván đấu thứ hai của Pháp TV trong ngày hôm nay vào lúc 16:30. Vào lúc khoảng 16:35 thì đúng hơn. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi để cùng nghiên cứu về đội tuyển Devita, để xem họ có khả năng nào để đối đầu với Pháp TV. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến khung giờ 4:30 chiều để có thể đến được với trận đấu thứ hai của Pháp TV trong giải thi đấu này. Và Pháp TV đang có cơ hội rất lớn để vô địch. Xin tạ và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chiều này.